Ngày 29 tháng 12, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phát thanh truyền hình năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Sự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2021, ngành phát thanh và truyền hình tỉnh tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, Đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, phản ánh hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước thăm làm việc tại tỉnh, các sự kiện lớn của đất nước của tỉnh, cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình dịch COVID-19 và công tác chỉ đạo phòng chống dịch, vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Trong năm 2021, đã thực hiện 730 chương trình thời sự truyền hình, 730 chương trình thời sự phát thanh và các chương trình tiếng dân tộc Mường, tiếng dân tộc Thái, chương trình chuyên mục chuyên đề, gửi các tin bài phát trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Việc cộng tác với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông các huyện thành phố có chuyển biến tích cực. Chương trình Trang Địa Phương đã phản ánh kịp thời công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương, được người xem đánh giá cao. Năm 2021 là năm đầu triển khai phát sóng truyền hình đạt chuẩn HD trên hệ thống sản xuất chương trình. Chương trình phát thanh cũng được phát sóng trên máy kênh riêng và phát sóng trên vệ tinh Vinasat 1, nên chất lượng chương trình được nâng lên. Năm 2022, ngành phát thanh và truyền hình tỉnh tiếp tục tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đổi mới nội dung, kết cấu các chương trình, sắp xếp bố trí khung chương trình khoa học, hợp lý, tranh thủ các nguồn lực đầu tư trang thiết bị kỹ thuật theo hướng hiện đại, đồng bộ, thực hiện việc truyền dẫn phát sóng đạt chuẩn tín hiệu HD và đa dạng các loại hình truyền dẫn. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ghi nhận sự nỗ lực của ngành phát thanh và truyền hình tỉnh Hòa Bình trong việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, trong sự phát triển chung về kinh tế xã hội của tỉnh, có sự đóng góp quan trọng trong công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19. Chúng ta tiếp tục thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền về phát triển kinh tế xã hội, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc cũng như Đại hội Đảng bộ tỉnh, rồi là các chương trình mục tiêu, các đề án của tỉnh thực hiện trong năm 2021 và cả giai đoạn 21-25, thì chúng ta bám sát vào đó và cũng thực hiện tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị là tương đối tốt và cũng có bài bản. Rồi chất lượng, rồi thời lượng thì tiếp tục được duy trì và nâng lên. Thì chúng ta nói là trong năm cũng đã thêm cái chương trình phát tiếng dân tộc Thái, đúng không ạ? Thế là rõ ràng chúng ta đã có một cái kênh thông tin đối với đồng bào dân tộc, trong đó là đồng bào Thái. Đánh giá lần đầu tiên là chúng ta có cái trang thiết bị hiện đại và phát cái chuẩn HD. Đấy là một trong những cái mà nỗ lực cố gắng, và chúng ta thấy rằng là đấy là sự quan tâm, và cái chất lượng hình ảnh, chất lượng âm thanh, chất lượng phát thanh truyền hình chúng ta được nâng lên. Có lẽ là chúng ta phải tính đến, và trong cái phương hướng nhiệm vụ các đồng chí cũng phải nêu lên, đó là chúng ta phải chuyển đổi số một cách mạnh mẽ, và chúng ta đã có cái đề án chuyển đổi số tỉnh Hòa Bình, kể cả quản lý tin bài hình ảnh, kể cả quản trị của đài cũng phải chuyển đổi. Rất quan trọng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ngành phát thanh truyền hình tỉnh tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên mạnh, tinh gọn nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông các huyện, thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng tin bài, tuyên truyền phổ biến kiến thức đến người dân, quan tâm đến các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, thu hút đầu tư, tăng cường tuyên truyền, truyền tải đầy đủ những thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19.